Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của chúng tôi. Chúc các bạn có một ngày mới thật vui vẻ và tràn đầy năng lượng. Và sau đây là nội dung chi tiết của kênh. Mời các bạn cùng chú ý đón xem và theo dõi. Cùng có con riêng, vì sao Ngô Kiến Huy được tha thứ còn Zack thành tội đồ? Giống như Zack, Ngô Kiến Huy từng vướng ồn ào có con riêng khi sự nghiệp đang lên, nhưng sự bao dung của dư luận với cả hai lại khác nhau. Drama Zack bắt cá nhiều tay đến mức có cả con riêng rồi bị người yêu đấu tố, gây xôn xao dư luận những ngày vừa qua. Trong khi liên tiếp bí mật được khui, nam ca sĩ chọn cách im lặng trước chỉ trích, thì dân mạng lại nhớ về scandal tương tự của Ngô Kiến Huy. Giống như Zack, cách đây 9 năm, Ngô Kiến Huy từng vướng scandal chấn động showbiz khi có con với em gái ca sĩ Thanh Thảo. Nhưng chối bỏ không nhận, thậm chí anh còn làm xét nghiệm ADN để chứng minh thời điểm ấy nam ca sĩ đang yêu ca sĩ Khổng Tú Quỳnh. Điểm giống nhau giữa cả Zack và Ngô Kiến Huy là đều có con dù chưa lấy vợ và chối bỏ không nhận. Tuy nhiên, nếu như Ngô Kiến Huy vực dậy sau ồn ào, gây dựng lại được sự nghiệp rực rỡ hơn, thì Zack của hiện tại lại bị xem như tội đồ khi chối bỏ đứa con ruột, chăm sóc con hời hợt. Zack bị chính bạn gái bóc phốt khiến cho sự việc ngày thêm căng thẳng. Liên tiếp các cô gái có mối quan hệ với Zack tung ra bằng chứng tố cáo nam ca sĩ. Và Thiên An, cô gái từng xuất hiện nhiều lần trong MV của Zack, cũng lên tiếng thừa nhận đã có con với nam ca sĩ sinh năm 1997. Khi sự việc xảy ra, Ngô Kiến Huy cũng bị chỉ trích không kém, nhưng bạn gái cũ của anh là Khổng Tú Quỳnh vẫn lựa chọn ở bên chăm sóc, quan tâm, chấp nhận bỏ qua những thiệt thòi sai lầm của bạn trai. Chính sự đồng hành này đã giúp Ngô Kiến Huy vực lại tinh thần sớm vượt qua ồn ào. Còn Zack, kể từ khi vướng bê bối, điều nam ca sĩ làm được duy nhất là khóa mọi tài khoản mạng xã hội, trốn tránh và chưa có bất cứ động thái lên tiếng nào. Mọi búa rìu dư luận đang chỉ vào giọng ca hot ngang ngửa Sơn Tùng hiện nay, cộng đồng mạng coi Zack như tội đồ. Thêm nữa, Zack vướng nghi vấn bắt cá nhiều tay không chung thủy, lừa dối khán giả lúc đang quá nổi tiếng. Khán giả của ngày nay khắt khe hơn khán giả nhiều năm trước, nên đó là lý do Ngô Kiến Huy sớm trở lại. Còn Zack vẫn chật vật rơi vào hố sâu do chính mình tạo ra. Việc trở lại được hay không vẫn phải dựa vào sự bao dung của dư luận cùng thái độ của Zack. Zack chu cấp cho con mỗi tháng 5 triệu. Câu chuyện ồn ào của Zack và Thiên An là mưa làm gió mạng xã hội những ngày qua. Trong bức tâm thư dài mà Thiên An chia sẻ với cộng đồng mạng, nhiều người bất ngờ khi cô nàng tiết lộ những góc khuất giấu kín bấy lâu. Sau hơn 2 năm hẹn hò bí mật với Zack, nữ diễn viên hạ sinh một bé gái đáng yêu hồi tháng 4 năm 2021. Thế nhưng chỉ 2 tháng sau khi con chào đời, cặp đôi chia tay vì những mâu thuẫn không thể hòa giải. Từ đó đến nay, Zack hoàn toàn bỏ bê, không chăm sóc hay quan tâm mẹ con Thiên An. Mỗi tháng mẹ của Zack nhờ người gửi cho Thiên An 5 triệu để lo cho con. Số tiền 5 triệu đồng này bị dân mạng bè biểu, keo kiệt bởi Zack là một trong những ca sĩ có thu nhập cao nhất trong showbiz hiện nay. Không chỉ Zack, Lâm Vinh Hải cũng từng rơi vào tình cảnh tương tự khi Lý Phương Châu công khai hé lộ hàng tháng anh chu cấp cho con gái 5 triệu đồng. Số tiền này về sau bị mặc cả xuống chỉ còn 3 triệu đồng. Thế nhưng theo lời Phật, Lâm Vinh Hải nhiều tháng không đưa tiền cho con sau khi cặp đôi ly hôn. Những chia sẻ của Lý Phương Châu khi đó khiến Nam Vũ Công nhận về hàng loạt lời chỉ trích từ dư luận. Còn về phần Ngô Kiến Huy, anh cho biết mình sẽ chịu trách nhiệm chu cấp đầy đủ cho con nhưng không kết hôn với em gái Thanh Thảo. Bạn đi một thời gian, chính Thụy Anh lên báo cho biết Ngô Kiến Huy chưa từng quan tâm con từ khi cậu bé ra đời. Từ lúc tôi sinh bé đến bây giờ, Huy chưa từng nhắn một cái tin nào hỏi thăm con trai chứ đừng nói gì đến gặp mặt hay chu cấp, em gái Thanh Thảo nói. Có lẽ các sao nam trẻ tuổi này phải học hỏi đàn anh trong nghề. Bằng Kiều sau khi ly hôn, trai sai Phương Trinh đã phải lao động cực lực để kiếm tiền nuôi con cùng vợ cũ. Hàng năm anh gửi cho ba quý tử khoảng hơn 2 tỷ đồng. Trong khi đó, MC Thành Trung chu cấp cho vợ cũ nuôi con số tiền còn nhiều hơn quy định của tòa. Diễn viên Thái Hòa sau khi chia tay Cát Phượng cũng đảm nhận việc chăm lo cho con. Anh từng chia sẻ, chúng tôi có thỏa thuận riêng, mẹ Bơm sẽ lo cho Bơm lúc nhỏ. Đến khi con học đại học thì tôi sẽ lo hết, nhưng giờ tôi muốn, từ năm Bơm học lớp 9, tôi sẽ lo cho con hết. Tôi nghĩ chuyện chu cấp cho con là chuyện nhỏ, giờ mình phải lo tốt cho bản thân trước, phải có trách nhiệm với bản thân mình rồi từ đó mới có cơ sở để lo cho con cái sau này. Bản tin của chúng tôi đến đây đã kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những bản tin tiếp theo.